Sau khi đoạt giải thưởng đầu tay, TikToker Lê Tuấn Khang nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Không chỉ vậy, nhà riêng và những địa điểm từng xuất hiện trong các video của nam TikToker cũng được chú ý, trở thành điểm check-in ưa thích của giới trẻ. Trưởng ấp nơi gia đình của Lê Tuấn Khang cư ngụ tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, Sóc Trăng cho biết, nam TikToker hiện không có mặt ở địa phương. Nhà của anh cũng đóng kín cửa từ ngày 1 tháng 12 đến nay. Người này cũng chia sẻ sau khi Lê Tuấn Khang trở nên nổi tiếng, nhiều học sinh, giới trẻ trong và ngoài tỉnh liên tục tìm đến nhà anh để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Nơi ở của nam TikToker trở thành điểm check-in hot nhất hiện tại. Ngoài ra, các tiểu cảnh xuất hiện trong video cũng được nhiều người trẻ tìm đến chụp ảnh. Mới đây, trong một buổi livestream, Lê Tuấn Khang cũng ngỏ ý mời 9 triệu người theo dõi mình đến nhà ăn cơm để cảm ơn, từ đó tạo nên trào lưu bài đăng với cụm từ qua nhà Lê Tuấn Khang. Về phía gia đình Lê Tuấn Khang, việc có đông người đến chụp ảnh và tò mò cũng phần nào làm xáo trộn sinh hoạt của gia đình. Dù bên ngoài rất đông người ghé thăm, nhưng gia đình anh vẫn đóng cửa và không tiếp khách. Lê Tuấn Khang, 22 tuổi, nổi tiếng hơn từ show lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2024 vào đêm 23 tháng 11. Sau vài ngày, kênh TikTok của anh đã đạt hơn 11 triệu lượt theo dõi. Các video của Lê Tuấn Khang đều có từ vài chục đến hàng trăm triệu lượt xem, nội dung nói về cuộc sống làng quê bình yên, giản dị và đầy hài hước. Đội ngũ diễn viên trong video đều là cha mẹ, ông bà, người thân và hàng xóm của anh.